Cây được tải biết nhưng mà tài người tài đấy tài lớn đấy đi ra để cho nó qua nào đi đi túi đây mày ngóng á. Ây, nó cuốn lại chân tôi. Ôi, rơi con nước, Kia, ra vào rồi. Đúng rồi. Ra vào rồi.
rồi, đây 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 đây, đâu rồi, đâu ạ? Đâu rồi? Tôi dầm vào mềm mềm. Đúng thế, có con nữa nó dầm phát mềm mềm luôn. Ôi đây này, đây này, đây này, đây này, đây mềm ở dưới chân mà. Đây đây. Dầm ngay vào lòng bàn chân. Thế mềm mềm. Ủa, đây này, đây. Đấy, đấy, thấy không? Đấy, hai con. Đấy, 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 đấy. Đi. Nó mắc cỏ nên không gì quả đấy thì ăn bợp luôn vào chân. Tấm bỏ giữa người đó. Chặt chứ con này, con to. Chặt chứ. Chặt luôn vào. Cẩn thận, từ từ thôi, bé tê. Đấy. À, tôi dằm vào phọt máu kìa, thấy không? Quả đấy mình dằm vào đầu nó không gì. Đế dày nên nó vào đầu nó. Thục máu màu à? Ừ, keo bẹp đầu ấy. Quả ấy dằm phát. Đó, quá rồi. Ba con. Thằng kia đi đâu ấy? Mông mày bị nào ấy? Hả? Đi mà. Đâu, bắt xe nào con, con lại đâu bắt xe nào. Bị gì không? Hay là bị nó cắn. Bị gì không con? Hả? Hay bị nó cắn. Đâu ra? Đưa. Thế nhà mày ở đâu? Nhà ở lưng kia. Thế mình đi về ai? Tự đi về được không? Có. Đưa bác cậu về con. Đưa nó về. Đi về lên luôn đi. Ngoài đưa nó về. Xong cho tôi. Cho tôi dài cho tôi. Đi về trước nhá, xong con mang đồ luôn, con mang về đây.